chào các bạn. Trong những ngày qua, vụ án liên quan đến vợ chồng của Đường Nhuệ được dư luận rất là quan tâm. Đặc biệt là vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm được dư luận càng quan tâm hơn, và hình phạt nào dành cho đại gia Đường Nhuệ về vụ đánh người hơn 5 năm trước. Theo luật sư thì hành vi đánh người của Đường Nhuệ cùng với đàn em hơn 5 năm trước sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01 để điều tra về vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Đồng thời, với quyết định phục hồi điều tra, Công an thành phố Thái Bình cũng hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình liên quan đến vụ án này. Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, hiện nay Công an tỉnh đang theo dõi sát vụ việc và chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tập trung điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, và con trai là Mai Thế Duy, 33 tuổi, bị thương tích với tỷ lệ 15%. Bà Lý kể, đêm trước ngày xảy ra vụ việc, bà có điện thoại trực tiếp cho Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đề nghị ông này bảo đàn em mang trả lại chiếc xe máy đã lấy cắp của gia đình. Bởi qua hình ảnh trích xuất từ camera, bà nhận ra người lấy đấy chính là đàn em của ông Đường. Sau cuộc điện thoại này, một nhóm người lạ mặt xăm trổ kéo chật đến nhà bà Lý, buông lời dọa dẫm, chửi rủa. Bà phải gọi cảnh sát phường Trần Lãm, cảnh sát 113 đến để giải cứu, yêu cầu nhóm người này ra khỏi nhà. Khi lực lượng công an đến thì họ rút lui, nhưng suốt đêm đó vẫn đứng bên ngoài chửi bới, thỉnh thoảng còn ném đồ vật vào nhà tôi. Nhiều người hàng xóm không hiểu chuyện, nghĩ gia đình tôi lừa đảo tiền bạc của người ta nên mới bị như vậy. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi bà Lý cùng với con trai chuẩn bị đến Công an phường Trần Lãm để trình báo vụ việc mất xe máy, thì người phụ nữ có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với bà trước đó cũng xuất hiện tại đây và đề nghị cùng đi lên Công an phường để giải quyết. Bản chất của tôi và người phụ nữ kia mâu thuẫn chuyện tiền bạc tại Hà Nội chứ không liên quan gì ở Thái Bình. Tôi cũng không có nợ nần gì người ta và cũng chưa từng quen biết Đường Nhuệ, nhưng không hiểu vì sao họ lại đến đe dọa và bắt tôi phải trả nợ. Hôm tôi và con trai lên công an phường thì họ cũng đi theo, bà Lý cho hay. Theo bà Lý, khoảng 7 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi mọi người đến phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm thì thấy có một cán bộ công an trực tại đây. Sau đó ít phút thì người này rời khỏi phòng và Đường Nhuệ cùng với đàn em từ bên ngoài đi vào. Khi cánh cửa phòng tiếp dân của Công an phường được khép lại thì Đường Nhuệ cùng với đàn em ở bên trong lại chửi bới, dọa sẽ xử cả nhà rồi ngang nhiên hành hung mặc chúng tôi kêu cứu, bà Lý nhớ lại. Hậu quả đã làm cho anh Duy bị vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy anh Duy bị thương tật 15%. Liên quan đến vụ án này, luật sư Phạm Thanh Hữu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì Nguyễn Xuân Đường sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điểm D, điều 2, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù bị hại bị thương tật chỉ 15%, nhưng ở đây có dấu hiệu phạm tội có tổ chức theo điểm D khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 có tính chất côn đồ theo điểm Y khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 nên sẽ thuộc trường hợp khung hình phạt tăng nặng, sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm. Luật sư Phạm Thanh Hữu lưu ý thêm, dù vụ án xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999 còn hiệu lực,
Tuy nhiên, theo điểm B khoản 1 điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, trường hợp Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt nhẹ hơn Bộ luật Hình sự năm 1999 thì áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với cả những hành vi phạm tội đã xảy ra trước 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới xét xử. Do đó, trong vụ án sẽ áp dụng khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 để xét xử và định hình phạt cho bị cáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.